Thưa quý vị, Hoa Kỳ đóng cửa căn cứ ở Kazakhstan. Tin Bishkek, Kazakhstan. Hôm nay, không quân Hoa Kỳ đã chính thức đóng cửa căn cứ Manas nằm gần thủ đô Bishkek của Kazakhstan. Căn cứ là trung tâm tiếp vận chính cho quân đội Hoa Kỳ ở Afghanistan đã hoạt động từ cuối năm 2001. Các chìa khóa căn cứ đã trao cho chính phủ Kazakhstan. Chính phủ Kazakhstan muốn cải thiện liên hệ với Nga để nhận viện trợ kinh tế. Trong tháng 6 năm ngoái, Quốc hội Kazakhstan đã thông qua quyết định đòi Hoa Thịt Đốn đóng cửa căn cứ vào tháng 7 năm 2014. Sau buổi lễ trong căn cứ, đại sứ Hoa Kỳ Pamela Spartland nói với báo chí rằng điều quan trọng là sự liên hệ giữa Hoa Kỳ và Cộng hòa Kazakhstan vẫn tốt đẹp và chặt chẽ. Trong thời gian trên 12 năm qua, căn cứ Manas đã thực hiện 33.000 vụ tiếp tế dầu, chuyển vận 5.3 triệu quân nhân tới và rời khỏi Afghanistan, thực hiện 42.000 phi vụ chở hàng. Quân nhân ở Manas được chuyển tới căn cứ Mihai Kogan Senu nằm gần hải cảng Constanta ở Romania.